Thưa sư, sau một thời gian tu tập thì con nhận ra rằng con có khiếu về pháp học nhưng lại không giỏi hành. Đây có phải là điều đáng lo ngại không sư? Cụ thể là khi hành thiền, điều căn bản nhất là theo dõi hơi thở. Nhưng con lại cảm thấy rất khó khăn vì trong lúc đó con hay bị phân tâm bởi những thứ bên ngoài hoặc thậm chí trong tâm con. Từ khởi lên những suy nghĩ, những hình ảnh khiến con quên đi việc theo dõi hơi thở. Con chỉ có thể chú tâm vào hơi thở và mà không bị gián đoạn trong một thời gian rất ngắn. Xin sư hướng dẫn con những bước đầu luyện tập để mình theo dõi hơi thở mà không bị giảm thiểu những vọng niệm chen vào. Tế sư đã đề cập vấn đề này trong bài giảng nào, xin sư cho con biết. Và nếu ngồi thiền trong 30 phút thì suốt 30 phút đó việc theo dõi hơi thở hoàn toàn không bị gián đoạn là việc có khả thi hay không? Sư có cái lời đề nghị là quý vị theo cái theo dõi cái loạt bài giảng trong cái lớp Phật pháp nền tảng. Sư có nói rất là nhiều về cái vấn đề thiền định và những cái điều kiện để mà mình có thể hành thiền, sư cũng nói nhiều rồi. Tự nhiên bây giờ cái cơ miệng á, cái cơ miệng nó mỏi. Quý vị nhớ giùm như thế này: không có nhiều những đề mục thiền dành cho cư sĩ tại gia, bởi vì đó bản chất của việc hành thiền là nó phải ly dục, mà nếu như quý vị không ly dục thì làm sao quý vị hành thiền? Cái vấn đề nằm ở chỗ đó. Nó giống như một người mà muốn giảm cân thì ngoài cái chuyện là họ tập thể dục thì họ phải làm ơn họ ăn uống lành mạnh và sinh hoạt lành mạnh, tức là đừng có ăn đồ béo nữa, đừng có ăn đồ ngọt nữa, đừng có nằm ườn ra ghế salon nữa. Đấy, đó là cái điều kiện bắt buộc. Cũng vậy đó, cái điều kiện bắt buộc của một cái vị hành giả để mà để họ hành thiền được á, họ phải ly dục. Anh không ly dục được thì anh đừng nói gì đến chuyện hành thiền nha. Anh không ly dục được, đừng nói gì đến chuyện hành thiền. Cho nên cái việc hành thiền của người tại gia cư sĩ bị rất nhiều những cái trở ngại. Chỉ có một số đề mục phù hợp cho cư sĩ, chỉ một số thôi, và nó không bao gồm đề mục hơi thở. Những đề mục phù hợp cho cư sĩ khi mà quý vị còn sinh hoạt mà trong các ảnh hưởng bởi các cái dục lạc đó, đó đề mục gì? Thứ nhất, đề mục từ tâm. Bốn, tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Thứ hai là niệm sự chết. Thứ ba là niệm ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Thì rồi đề mục tùy niệm thí, đề hoặc nói chung là sáu đề mục tùy niệm á: Phật Pháp Tăng Thí Giới Thiên, là niệm giới rồi niệm thiên. Thì đó là những đề mục phù hợp cho người tại gia cư sĩ, dù cho quý vị vẫn còn vợ còn chồng còn đi làm còn này nọ kia. Còn việc theo dõi hơi thở thì buộc lòng quý vị phải ly dục. Mà cư sĩ làm sao ly dục? Nói thẳng ra là cư sĩ là trong muốn thực hành những cái đề mục thiền, ví dụ thiền hơi thở, quý vị phải bỏ đi những cái giao tiếp công ăn việc làm của đời sống bình thường. Để chi? Để cho mình không có bận rộn nữa. Cái người hành giả muốn hành thiền hơi thở là họ phải không được bận rộn bởi những cái vấn đề ở bên ngoài. Ngay cả một vị tu sĩ đó, vì đó cũng không thể nào bận rộn bởi các công việc, ví dụ như xây chùa, ví dụ như làm vệ sinh ở chùa mà làm suốt ngày sáng đêm thì cái đó không phù hợp. Đấy. Rồi một điều nữa đó là phải thu thúc sáu căn lại.
Tức là mắt bớt nhìn, tai bớt nghe, mũi bớt ngửi, lưỡi bớt nếm, thân bớt xúc chạm, ý bớt suy tư. Những cái không cần thiết, những cái không có ảnh, không có liên quan gì đến cái hơi thở của mình hết, hoặc là không liên quan gì đến cái đường mục thiền của mình hết. Thậm chí đó, xin nói thậm chí, cái vị hành giả đó không học đạo, không nghe pháp nữa. Tức là trước đó anh có thể anh học đạo, anh học trường bộ, trung bộ, tăng chi tương ưng, anh có thể học A Tỳ Đàm, anh có thể học luật, anh có thể học đủ mọi thứ. Nhưng khi anh đã bắt đầu vào cái khoảng thời gian anh chuyên tâm thiền định rồi thì anh không học đạo nữa. Ngay cả cái chuyện học đạo đó mà nó còn ảnh hưởng. Nói chi đến cái những cái chuyện ngoài đời, giao tế ban, giao tế lễ nào, đám cưới, đám ma, đám hỏi, đám này họ, đám kia, rồi ăn uống vui chơi karaoke, rồi quán bar, quán cà phê, đủ thứ trên trời dưới đất hết, thì quý vị nghĩ làm sao quý vị hành thiền? Ừ? Tôi nói đó, ngay cả một vị tu sĩ đó, anh muốn học cái gì đó anh học trước đó, học tạng kinh, học tạng luật, học A Tỳ Đàm, học cái gì đó anh học trước đó. Khi bắt đầu vô cái quá trình là chuyên tâm hành thiền rồi anh dẹp luôn cái pháp học qua một bên thì nói gì đến cư sĩ? Đó là điều kiện để anh hành thiền. Rồi một vấn đề nữa là cái giới hạnh anh phải trong sạch, cư sĩ phải giữ trong sạch năm giới, năm giới của quý vị không được xước mẻ một chỗ nào hết thì quý vị mới hành thiền được. Và nó có rất nhiều những cái điều kiện kèm theo. Thì quý vị nghĩ coi cư sĩ quý vị làm sao hành thiền? Trừ một số như sư nói rồi, sáu đề mục tùy niệm, tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng, tùy niệm Thí, tùy niệm Giới, tùy niệm Thiên, bốn đề mục vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, đề mục niệm sự chết. Đó là những đề mục mà người tại gia cư sĩ có thể thực hiện, dù cho quý vị vẫn còn lăn lộn ở ngoài đời, vẫn còn đi làm, vẫn còn này nọ kia. Còn khi quý vị nói đến hơi thở thì phải là người ly dục và phải tu hành cho đàng hoàng. Ừ. Còn cái chuyện mà quý vị thực hành nó chưa tới nơi tới chốn thì nó đơn giản bởi hai chuyện. Thứ nhất là quý vị chưa có dành cái sự quan tâm đúng mức. Tức là cái môi trường, cái điều kiện để mà mình có thể hành thiền tốt, quý vị chưa có chuẩn bị, chưa ly dục, chưa thu thúc sáu căn, chưa giữ giới ngon lành, mà đòi hành thiền là hành kiểu gì? Giống như muốn dắt cái xe ra đường, muốn chạy được, đầu tiên cái xe nó phải bơm bánh được, cái bánh thịt lép sao chạy, xe nó phải đổ xăng, không có xăng cũng đâu có chạy được, xe nó phải rô đai, tức là máy móc nó phải chạy, nó ổn định, dầu nhớt phải bôi trơn đầy đủ, chưa có mà làm sao mà chạy. Đấy, cái kiểu mình cũng vậy đó. Chứ không phải muốn quý vị muốn hành thiền, mà 30 phút một ngày thì sư hỏi quý vị ngoài 30 phút đó thời gian còn lại quý vị làm cái gì, thì cái thời gian còn lại quý vị làm cái gì đó là cái ảnh hưởng đến 30 phút quý vị hành thiền. Một ngày quý vị hành thiền 30 phút thì còn lại là 23 tiếng cộng thêm 30 phút còn lại quý vị làm cái gì, thì cái khoảng thời gian còn lại hơn 23 tiếng đồng hồ đó nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái chuyện quý vị hành thiền. Chưa có sự chuẩn bị gì hết, nhào vô hành thiền thì hỏi làm sao không gặp vấn đề. Ừ? Rồi một vấn đề nữa đó là gì? Định và niệm nó còn quá yếu, nó chưa có mạnh thì tự nhiên là rất khó để theo dõi hơi thở. Định niệm chưa có mạnh. Nó giống như một đứa con nít ấy, 7 tuổi, 10 tuổi mà đòi nâng một cục tạ 50 kg thì làm sao nó nâng? Mà đã vậy không phải nâng không là đủ, mà phải nâng đủ 50 cái. 50 cái 3 đợt, một đợt 50 cái. Mà muốn như vậy một đứa con nít nó làm không được.
Nhưng cái một người trưởng thành muốn làm được chuyện đó, nâng cục tạ 50 kg 50 cái 3 lần, mỗi một lần 50 cái, thì cũng phải là một người luyện tập. Họ phải luyện tập thì họ mới làm được chuyện đó. Chứ không phải mình quắt một anh khơi khơi, mình thấy có vẻ đô con, quắt vô kêu anh làm thì anh ná thở, là anh không có sự luyện tập. Đấy. Việc hành thiền cũng vậy, chúng ta chỉ là những người rất là mới, định yếu, niệm yếu, rồi bị đủ thứ chi phối, chưa có sự chuẩn bị đầy đủ, thì tự nhiên là quý vị bị phân tâm thôi.